sang các hoạt động du lịch. Thưa quý vị, với mục tiêu phát triển mở rộng thị trường sang những quốc gia có tiềm năng về kinh tế và nhu cầu du lịch, đồng thời được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, Viettravel đã phối hợp cùng với đơn vị tàu Pelican Cruise Hạ Long, khách sạn Endora Huế và resort Hội An Beach tổ chức đoàn farm trip gồm các công ty du lịch đến từ Iran. Theo lịch trình tham quan và làm việc tại Việt Nam với hành trình 6 ngày, Hà Nội, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh do Viettravel tổ chức, chương trình đã giới thiệu cái nhìn tổng quan về các thắng cảnh đẹp và nổi tiếng của Việt Nam cũng như các thế mạnh của các dòng sản phẩm mà Viettravel sẽ dành cho thị trường Iran mùa du lịch 2016 và các năm tiếp theo. Trong chuyến thăm này, chúng tôi có dịp đến những địa danh du lịch của đất nước Việt Nam như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi rất bất ngờ với những cảnh đẹp thiên nhiên và sự phát triển tại đây. Khám phá những địa danh nổi tiếng qua hình thức nối tuyến khác nhau, tạo sự đa dạng của sản phẩm, đem lại những cảm xúc mới lạ cho khách tham quan. Với hành trình này, đoàn khảo sát du lịch của Iran đã có cái nhìn tổng quan về nền văn hóa Việt Nam đa dạng lâu đời, đồng thời trải nghiệm các loại hình du lịch sinh thái, cũng như khám phá vùng sông nước miền Tây. Đặc biệt, cơ hội tìm hiểu và thưởng thức tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của mỗi vùng miền đã để lại nhiều ấn tượng đối với từng thành viên trong đoàn. Chất lượng dịch vụ du lịch tại Việt Nam cũng rất tốt. Cảm ơn công ty Viettravel đã sắp xếp chuyến đi rất chu đáo. Qua đây chúng tôi thấy rõ được tiềm năng rất lớn trong việc kết nối du lịch giữa Iran và Việt Nam và mong muốn rằng sẽ chính thức khai thác tiềm năng đó càng sớm càng tốt. Được biết, tại hội chợ triển lãm du lịch Tehran lần thứ 9 TITE diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 2 năm 2016, Viettravel tham gia và gặp gỡ các công ty lữ hành Iran, qua đó tìm hiểu, xây dựng và phát triển kinh doanh giữa hai bên để thúc đẩy thị trường đầy tiềm năng này. Và chương trình khảo sát du lịch lần này của đoàn doanh nghiệp lữ hành Iran là một phần trong kế hoạch kết nối gia tăng lượng khách từ Iran sang Việt Nam và chiến lược phát triển du lịch giữa Việt Nam với các nước trong thời gian tới. Được phát triển kinh doanh hàng năm của các đơn vị du lịch thì cái kế hoạch phát triển thị trường nước ngoài đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển thị trường. Và việc phát triển thị trường nước ngoài thì các hãng đều cố gắng tổ chức những cái đoàn farm trip, press trip từ nước ngoài vào Việt Nam để giới thiệu về những cái điểm tham quan du lịch nổi tiếng và cơ sở dịch vụ tại Việt Nam. Khi được đến những cái điểm tham quan du lịch nổi tiếng, những cái danh lam thắng cảnh, những cái sản phẩm văn hóa, vật thể và phi vật thể của Việt Nam. Họ nói rằng là với tình hình như thế này thì việc đưa khách từ Hội Cộng hòa Hồi giáo Iran sang Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Mà người Iran thì rất là thích tự nhiên, thiên nhiên, và chính vì thế nên Việt Nam có một cái sức hấp dẫn rất là lớn. Thế người Iran cũng thích shopping, cũng thích những cái chỗ mà vui chơi giải trí thì chúng ta cũng có rất nhiều cái chỗ shopping, vui chơi giải trí, rồi có cả cái nền văn hóa dân tộc rất là đậm đà để mà giới thiệu cho các bạn. Chính vì thế nên cái tiềm năng rất là lớn. Mục tiêu phát triển kinh doanh năm 2016, Viettravel sẽ nỗ lực phấn đấu tăng 30% về lượng khách và tận dụng tốt mọi cơ hội, vượt qua thách thức để đa dạng hóa, mở rộng các thị trường, quảng bá xúc tiến du lịch, tăng cường quản lý điểm đến. Đặc biệt, trên mảng thị trường khách Iran, Viettravel sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và xây dựng sản phẩm riêng biệt với dịch vụ tốt nhất để thu hút nhiều lượng khách Iran trong tương lai, đồng thời khai thác một cách hiệu quả các loại hình tour mai sự kiện của mảng thị trường này.